Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Để chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, trong đó có tiểu ban văn kiện. Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, trình Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ 14 là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng, tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa, là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, dân tộc, có ý nghĩa định hướng tương lai, khích lệ cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời cũng chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Việc chuẩn bị văn kiện cho Đại hội 14, đặc biệt là báo cáo chính trị, là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của Đại hội, phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo thành công của Đại hội. Để bảo đảm chất lượng công việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiểu ban văn kiện cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao về phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm. Yêu cầu đầu tiên cần quán triệt đó là kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc, là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình chuẩn bị văn kiện, cần gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, văn kiện đại hội là sản phẩm của trí tuệ tập thể, cho nên phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và theo đó phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban bộ ngành trung ương và các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu quản lý. Trong quá trình thảo luận bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó.